nhờ ba mẹ chúng ta là vẽ những cái đường bút chì sẵn cho các bạn, có thể dùng để cắt thành những cái dải giấy nha, vì trong chấm của cô Trinh thì chỉ cần ba dải giấy mà thôi. Nên bây giờ cô Trinh sẽ cùng làm nha. Rồi cô Trinh sẽ chọn nó là màu đỏ nè, màu xanh nè, và màu vàng nữa, để cho trong chấm của cô Trinh sẽ thêm phần là xinh xắn nha. Rồi bây giờ cô Trinh sẽ cắt thành ba cái dải giấy nha các bạn. Rồi các bạn có nhớ là mình cắt giấy theo đường thẳng không ta? Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ cùng cắt như vậy nha. Rồi một dải giấy nè, cái thứ hai nha, đó là màu xanh đó. Rồi các bạn ở nhà các bạn có thể là nhờ ba mẹ vẽ giùm mình để mình cắt nha các bạn. Rồi xong tới cái thứ hai ba, màu vàng. Rồi cô Trinh đã cắt xong rồi đây. Rồi bây giờ cô Trinh sẽ tiến hành là xếp cái chông chống cho các bạn xem nha. Thì đầu tiên cô Trinh đã có ba cái dải giấy rồi đúng không? Bây giờ cô Trinh sẽ từng cái dải giấy thì cô Trinh sẽ gập đôi lại nha. Rồi các bạn nhớ là mình so hai cái mép cái giấy cho nó đều nha, xong rồi mình dùng tay để mình vuốt thành cái đùa giữa nha. Rồi mình sẽ lần lượt là gấp ba cái dải giấy như vậy luôn. Rồi hai cái, rồi ba cái. Rồi bây giờ cái bước tiếp theo chúng ta sẽ đan những cái dải giấy vào nhau để mình làm hộp có chông chống nha. Rồi đầu tiên thì cô Trinh sẽ lấy một dải giấy đầu tiên nè. Rồi cái dải giấy thứ hai thì cô Trinh sẽ đan vào dải giấy đầu tiên. Các bạn hãy nhìn xem cô Trinh làm như thế nào nha. Rồi chúng ta sẽ đan như vậy. Rồi các bạn thấy không các bạn? Rồi đây. Rồi tiếp theo ở cái dải giấy thứ ba mình sẽ đan vào giữa dải thứ nhất và dải thứ hai luôn nha. Rồi các bạn hãy nhìn xem cô Trinh nha. Rồi đây. Rồi mình sẽ lồng cái đầu bên đây vào cái dải giấy thứ nhất nha. Rồi sau đó mình sẽ kéo ra nè. Rồi khi mà các bạn đã lào lồng xong rồi thì các bạn sẽ dùng tay để mình kéo những cái dải giấy này cho nó sát vào nhau nè các bạn. Rồi ten 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 vậy là cô Trinh đã làm xong một cái chông chống rất là đáng yêu của cô Trinh rồi. Còn các bạn thì sao nào? Cô Trinh hy vọng rằng các bạn ở nhà có thể cùng ba mẹ làm thiệt là nhiều cái chông chống đáng yêu, và nhớ là phải chụp hình và quay video clip để gửi về cho cô Trinh và các cô cùng xem nha. Cô Trinh cảm ơn và chào tạm biệt.